Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố bị can trong vụ án sai phạm liên quan đến công ty Việt Á. Các bị can bị cáo buộc phạm vào các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đáng chú ý, trong số các bị can bị truy tố có các ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, Chu Ngọc Anh, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ, Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố ông Nguyễn Thanh Long về tội nhận hối lộ, ông Chu Ngọc Anh và ông Phạm Công Tạc bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Bị can Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Trong vụ án này, bị can Chu Ngọc Anh và ông Phạm Công Tạc bị xác định đã có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc giao quản lý sử dụng đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia nghiên cứu chế tạo kit xét nghiệm COVID-19 gây thất thoát lãng phí tài sản nhà nước. Tại Bộ Y tế, bị can Nguyễn Thanh Long bị xác định đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương kit xét nghiệm COVID-19 gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước. Ngoài ra, nhiều vụ trưởng, vụ phó cấp bộ, cán bộ Ủy ban Nhân dân hoặc tỉnh ủy, lãnh đạo cấp sở, nhân viên y tế, cán bộ CDC của 24 tỉnh, thành phố. Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan tố tụng thuộc Bộ Quốc phòng cũng đã khởi tố một số sĩ quan quân đội để xử lý theo thẩm quyền. Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhằm thu lợi bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, công ty Việt Á đã nâng khống giá trị thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào, thu lợi khoảng 4.000 tỷ đồng. Trong đó, công ty Việt Á khai đã chi hoa hồng cho các đơn vị, cá nhân gần 800 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã phong tỏa, kê biên, chặn giao dịch, sổ tiết kiệm, tạm giữ tổng cộng khoảng 1.700 tỷ đồng trong vụ án này.